Hello, xin chào cả nhà thân mến. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Nguyên Rồng Vlog. Hôm nay mình đi qua bên Bãi Tràm á mọi người. Mình có vô cái khu nghĩa địa nhân dân ở đây. Mình trong này rất là nhiều mộ. Và mình một chút mình sẽ đi vào đó để mình khám phá xong rồi mình sẽ tìm góc nào đó mình đặt camera cả nhà. Với lại hôm nay cũng sắp Noel rồi cả nhà, mà bây giờ trời đang mưa kiểu mưa ngâu quá cả nhà, râm 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 á. Bây giờ mình không biết là một xíu mình có quay được không, giờ trời mưa râm râm râm. Mình sẽ vô đó mình coi mình có quay được cái gì không nghe cả nhà. Thôi bây giờ đi thôi cả nhà, đi thôi cả nhà ơi. À, thấy khu vực này toàn là mộ không. Đây có ngôi mộ này cả nhà, mộ bị bởi hết. Đây có mấy cái cây rất là lớn. Mấy cái ngôi mộ này nè cả nhà. Có những cái tổ ong là người vẽ đó. Ong người vẽ, do đó nó quýnh chắc chết. Nên mình không có quay. Rất là nhiều cả nhà, mình hạn chế đi lại gần cái mấy ngôi mộ này để mình cho cả nhà xem ổ ong gì nè. Và ở đây nè cả nhà, đây là nguyên cái khu này là mộ của trẻ em không cả nhà. Đây nữa nè, cái gò này là ngôi mộ nhỏ nữa nè cả nhà, chứ không phải. Đây nè, cũng là mấy ngôi mộ nhỏ. Đây xung quanh đây toàn là mộ. Đây nè. Đây có cái này chỗ người ta lấy cốt rồi cả nhà, cái nguyệt á, kêu bằng cái nguyệt á. Đây cũng có cái mộ một em bé 8 tuổi. Đây là cái nghĩa địa này, nó cái địa nhân dân đó cả nhà, nhiều mộ. Mưa lớn rồi cả nhà, không biết một xíu mình có quay được hay không đây. Mới vô đây mà nghe thì tiếng gì vậy? Biết tiếng gì nữa cả nhà. Đây
Đây này, chỗ này cũng có cái ngôi mộ này mới ta mới mắc đó cả nhà. Nên và cái vật tư như bao xi măng này nọ, đá đồ vẫn còn đây nè. Nhà nghe gì không? Nghe tiếng không biết cái gì hết. Và cái ngôi mộ này nè cả nhà, là mới mắc nè. Và ok, bây giờ mình sẽ tạm ngưng camera đây để mình tìm góc nào đó mình đặt camera cả nhà. Ok, nãy giờ mình đã chuẩn bị bánh với lại nhang rồi sẵn cả nhà. Bây giờ mình sẽ đến đó mình thắp nhang vào đốt đèn cày cả nhà. Và mình thấy nó có bông đó cả nhà, mình sẽ cắm lên. Để mình xem đồ sáng xong mình đi ra cả nhà. Ok, sáng. Rồi bây giờ mình đi ra cả nhà. Ok, mình đi ra đây cũng khá là xa cả nhà. Bây giờ mình sẽ tắt camera này để mình chuyển qua camera bên kia nha cả nhà.
đi, mình ngồi đây nãy giờ cũng khá lâu cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi vào đó. Okay, mình cũng đi sắp tới cả nhà. Rồi, mình tới cả nhà. Và bây giờ mình sẽ đến đó mình kiểm tra cả nhà. Đây mình thấy đèn cày nó bị tắt hết hai cây cả nhà. Còn bánh thì mình vẫn thấy bình thường. Có cái nón này sao nó hơi bị lệch một xíu thôi. Ủa, còn đôi dép này nó chạy tút đó vậy. Và nãy giờ mình ở ngoài mình cũng không biết trong này có hiện tượng gì. Cả nhà coi, cả nhà thấy hiện tượng nào đó, cả nhà comment ở bên dưới cho mình. Và cả nhà đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có thấy đâu dép này sao nó nằm kỳ vậy cả nhà. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video đây cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối, một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha cả nhà. Và xin tạm biệt cả nhà.